Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thí xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 40mm, như là ở Nghĩa Thọ, Quảng Ngãi 68,4mm, Trục Rồng, Gia Lai 63,6mm, An Xuân, Phú Yên 46mm, Canh Thuận, Bình Định 46mm. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong đêm nay, thời tiết Bắc Bộ khá nhiều mây, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc vẫn còn có mưa rải rác vài nơi, nhưng sẽ chỉ ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ, trời se lạnh. Sang đến ngày mai, hầu hết khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa ở diện rải rác một vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ và có xu hướng tăng thêm khoảng 2-3 độ trong ngày kia. Từ ngày thứ Tư, khu vực phía Tây Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, vùng đồng bằng và trung du cũng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ. Trong đợt nắng nóng này, khu vực thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận nhiệt độ ở mức từ 34 cho đến 36 độ, còn khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn, có nơi 38-39 độ. Với miền Trung trong 1 đến 2 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của một phần hình thế gây mưa, hội tụ gió Tây Nam trên mực khí quyển tầng cao, nên các khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối, nhiệt độ trong ngày mai chưa tăng quá cao. Từ ngày mai trở đi, với sự phát triển và mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía Tây nên miền Trung sẽ quay trở lại trạng thái ít mưa, ban ngày trời có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 33-36 độ, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ. Những ngày sau đó, khu vực Trung Bộ có khả năng cao sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Do ảnh hưởng của El Nino nên năm nay dự báo nắng nóng có khả năng gay gắt và nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022. Các đợt nắng nóng cũng sẽ diễn ra dài hơn từ khoảng 5 đến 7 ngày. Với miền Nam trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ đồng loạt giảm mưa, chỉ còn xuất hiện ở một số nơi khu vực phía Bắc Tây Nguyên hay khu vực các tỉnh thành thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Dự báo trạng thái ít mưa sẽ còn duy trì trong đến 2-3 ngày tới. Còn vào ban ngày, trời sẽ có nắng nóng với mức nhiệt khoảng 30-33 độ tại Tây Nguyên và 33-35 độ, có nơi trên 35 độ tại khu vực của Nam Bộ. Sau đó, từ khoảng ngày thứ Tư, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh, khiến cho mưa dông sẽ gia tăng trên cả hai khu vực này. Cục bộ sẽ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực các tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Với thời tiết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Tây Bắc và khu vực vùng núi phía Bắc, bao gồm các khu vực của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Cục bộ một số các khu vực của Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Sang đến ngày mai thứ Hai, ban ngày toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện vào sáng sớm tại một số khu vực phía Tây Bắc như là khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Mưa tại khu vực này có xu hướng gia tăng về chiều tối, cục bộ một số khu vực của Lai Châu, Điện Biên có thể xuất hiện mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực của Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình về chiều tối. Lượng mưa là rất ít, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận phổ biến tạnh giáo và không mưa. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Đến tối và đêm mai, mưa nhỏ và mưa rào rải rác vẫn có thể xuất hiện tại các khu vực phía Tây Bắc như là khu vực của Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái. Cục bộ một số khu vực của Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to.
mưa nhỏ cũng có thể sẽ xuất hiện rải rác về đêm tại một số các khu vực vùng núi phía Bắc như là khu vực của Hà Giang và Tuyên Quang, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận trong tối và đêm mai, phổ biến tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ ở mức độ thấp hơn, có nơi dưới 20 độ. Lưu ý là trong khoảng đêm ngày thứ 5 và rạng sáng ngày thứ 6, đêm và ngày thứ 6 rạng sáng ngày thứ 7, một đợt mưa rào và mưa dông có thể xuất hiện. Tập trung chủ yếu tại các khu vực vùng núi phía Bắc, khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Tuy nhiên thì mưa sẽ chủ yếu diễn ra về đêm và sáng sớm. Còn vào ban ngày, toàn khu vực của Bắc Bộ trời vẫn sẽ có nắng. Dự báo xa hơn từ khoảng ngày 23 tháng 5, một đợt mưa rào và mưa dông mới có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực của Bắc Bộ. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ tư trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu hoạt động mạnh trở lại, nên nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ. Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong khoảng từ 5 cho đến 6 ngày. Thời tiết của khu vực Trung Bộ với thời tiết của các khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Trong tối và đêm ngày hôm nay, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực vùng núi phía Tây giáp danh với biên giới của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực của Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện mưa rào và mưa dông, khu vực Thanh Hóa phổ biến tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động khoảng từ 22 đến 25 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết phổ biến tạnh ráo và không mưa, trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện ở một số khu vực của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực của Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thời tiết rét, tạnh ráo và không mưa. Mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác thoáng qua tại một số khu vực vùng núi phía Tây của Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo và không mưa, ban ngày trời nắng sẽ tiếp tục được duy trì trên toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ thứ 3 cho tới khoảng ngày thứ 3 từ sau, đồng thời nhiệt độ cũng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Từ ngày thứ tư trở đi, nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Dự báo xa hơn, từ khoảng đêm ngày 23 tháng 5 trở đi, một đợt mưa rào và mưa dông mới có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời tiết của các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Trong tối và đêm ngày hôm nay, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Cục bộ một số khu vực của Quảng Ngãi, Bình Định có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại khu vực của Khánh Hòa với lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Khu vực của Ninh Thuận và Bình Thuận, trong tối và đêm nay trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tạnh ráo và không mưa, trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối thì mây dông sẽ bắt đầu phát triển nhanh và gây mưa rào rải rác cho các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Khu vực Nam Bộ, trong tối và đêm nay, toàn bộ khu vực của Nam Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây. Những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại các khu vực như là Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và một số khu vực của Đồng Nai, An Giang. Sang đến ngày mai thứ hai, ban ngày toàn khu vực của Nam Bộ, thời tiết phổ biến sẽ tạnh ráo và không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 31 đến 35 độ. Về chiều tối thì mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ có thể xuất hiện tại hầu khắp tất cả các tỉnh thành của khu vực miền Tây Nam Bộ như là khu vực của Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang và một số các khu vực của miền Đông Nam Bộ như là các khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.
nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện tại các khu vực của miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ trong nhiều ngày sắp tới. Từ khoảng ngày thứ tư trở đi, khi gió mùa Tây Nam bắt đầu có xuống hoạt động mạnh trở lại, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng tại hầu khắp tất cả các khu vực của miền Đông Nam Bộ cũng như miền Tây Nam Bộ. Nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài cho tới ngày thứ hai tuần tới. Từ ngày thứ ba trở đi thì mưa mới bắt đầu giảm dần. Thời tiết biển. Với khu vực vùng biển phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong khoảng 2 ngày tới sẽ chịu tác động của dạnh áp thấp vắt ngang qua, nên thường xuyên sẽ có mưa nhỏ và dông, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Còn với khu vực giữa của Biển Đông, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, sóng biển thấp dưới 2 mét. Còn về khu vực của phía nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa dông đang có xu hướng tăng dần, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam đang có xuống hoạt động mạnh dần. Vì thế, tàu thuyền ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa cần hết sức lưu ý. Với khu vực vùng biển của vịnh Bắc Bộ từ ngày mai trở đi thì mưa dông cũng như gió tại vùng biển này sẽ bắt đầu giảm dần, phổ biến sẽ là gió ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,8 đến 1,5m. Mưa nhỏ và mưa rào chỉ còn diễn ra ở diện rải rác, tầm nhìn xa phổ biến thông thoáng trên 10 km. Khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi thời tiết đang chuyển tốt nhanh. Từ ngày mai ở khu vực này gió sẽ chuyển hướng Tây đến Tây Nam với cường độ yếu ở khoảng cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao từ 0,8 đến 1,5m, thuận lợi cho các hoạt động ở trên biển. Với các khu vực vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, từ ngày mai trở đi gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa dông cũng bắt đầu gia tăng tại vùng biển này, tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!